Hi, xin chào bà cô chú và các bạn nghe. Chào anh. Chào bà chú các bạn. Hôm nay vợ chồng mình làm món thịt luộc chấm mắm tôm nha. Mắm tôm ăn với cà pháo, còn mình đây không có cà pháo. Thì giờ mình ăn thịt luộc kiếm trước cà pháo đi. Hoài không có nhà, kiếm qua bốn chợ luôn không có cà pháo. Giờ mình chỉ ăn thịt luộc chấm rau với bột hoa chuối à. Hoa chuối luôn hả? Ở đây mình kêu là bắp chuối nha cả nhà. Miền Tây mình là bắp chuối. Lát bỏ vô vài cái trứng nữa. Đậy nắp một hồi cái đó sôi lên này cả nhà. Sôi lên mình chở miếng thịt lại. Mình chở miếng thịt xong rồi mình thả trứng vô nha cả nhà. Mình thả trứng xong mình đậy nắp lại cho nó chín. Đó, rồi giờ anh chị qua đây làm gì? Ăn hết tấm hành của tôi rồi qua đây làm gì? Tức chát á. Coi nè cả nhà nó ăn chùi lủi còn có cái bụi không à. Quá trời hay rồi. Nó nói tới cái là trốn qua gốc rồi nè. Giờ mình pha chế mắm tôm nha nha. Anh bẩm gì vô rồi? Ăn làm gì ghê. Thơm quá. Hồi quên cái chế lộn mắm vô cái cừ xỉu luôn nè. Mình đi bắt đầu mình nêm nha cả nhà. Mù cọp. Nêm đường. Nhiều đường đi anh. Để cái này nó vừa ăn để nhiều đường hơn một ngày sao. Vậy mới có cơ hội cho anh để nước mắm vô. Sẽ tầm bậy nặng chanh đánh sôi bọt cho nó tùy này chắc lên cơ quá à. Đánh rồi đã sôi bọt lên chắc lên cơ quá à. Lên cơ bắp à. Thơm quá cả nhà, thịt luộc thơm quá. Sau khi mình luộc chín thì mình gấp ra mình để mình sắt nha cả nhà. À, trứng cũng đã chín rồi nè. Khối quá, khối quá. À, giờ mình đập bắp chuối nha cả nhà. Một bắp thôi anh ơi. Ngon chưa, ngon chưa. Ăn chanh vô. Chấm là bá chế một chét luôn. Thịt bốc khối. Thịt chín rồi, giờ mình sắt ra nha nhà. Mình cảm thấy anh sắt dày quá vậy anh. Mỏng ăn đâu đã. Rồi bây giờ thịt luộc của mình đã xong rồi nè cả nhà. Mình dọn cho mình ăn cơm nha. Nó không có cà pháo thì mình ăn đỡ bắp chuối nha. Đây là chế thanh long còn sót lại của ngày hôm qua. Sáng đi chợ quên mua trái cây anh. Nhớ trong đầu cà pháo không pháp. Chào bà cô chú và các bạn nha. Giờ hai chồng mình cũng đã làm cơm xong rồi. Mời bà cô chú và các bạn cùng cơm hai chồng nha. Chào bà cô chú và các bạn. Ăn cơm. Mời bà cô chú và các bạn cùng ăn cơm với hai chồng mình nha. Chuối nha nha. À, chuối chấm mắm tôm với thịt luộc. Mời cái nào ăn thịt luộc với hai chồng nha. Đi ra đi bà gà. Rồi 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 rồi.
Dạ ghét chưa? Đi hiểm quá gà. Làm tao hồi hộp quá. Mắm tôm nghe hơi nặng mùi mà chấm nghe vị ngon nha. Đúng rồi. Hai túi em chấm vô mắm tôm cực kỳ ngon. Cặp lợn lợn đuổi nè. Múc ít ít đặng mình chấm mình mới để gì được nha nè. Món tôm ngon lắm nha. Trứng luộc trứng luộc chấm tôm đây là lần đầu tiên mới ăn luôn á. Ngon mà. Xả với ớt bằm vô nha, có thơm gì đâu á. Trứng tôm phải có xả nhiều nhiều mới ngon. Chỗ này cắt lát không kìa, cắt lát miếng 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 á thì hẳn bằng luôn á, động vô luôn á. Thấy gì chưa? Cái chữ mưa nữa. Sáng ra đi chợ ha, mà sợ trời mưa lắm. Mắc mưa ướt thiệt. Uống thịt nổi thì chấm không cháy, nhít cái mắt cả nhà. Chấm này nhớ dĩa mắm tôm.
ăn món thịt luộc với rau sống nhanh gọn lẹ mà ngon lắm nha. Tính không ngon mà cuối cùng ngon tớ. Là món đơn giản ăn gì mà ngon. Là dư thiếu cái mắm tôm nữa rồi, thiếu cà pháo. Lộn á, nó là dư thiếu cái cà pháo nha cả nhà. Em ăn nguyên cái bắp chuối luôn nè anh. Nghe lỗi giữa. Mấy cái quán vitamin nha, mắm tôm này em biết ta để gì nữa không? Để vô một tí ủ đế, để vô miếng ủ đế đánh cho nó phầm lên, nên con có độ nồng của ủ. Ngon quá. Ăn bắp chuối ngon quá anh. Còn ăn bắp nữa. Bắp chuối ăn nó giòn với nó có độ chát hơi á. Dạ. Ăn không ngán. Em ăn hột vịt giống như người Trung Quốc được không ạ? Không ăn. Vừa nguyên trứng vừa hỏng nuốt cái hết. Nó cổ rất quen quá. Theo tăng được đó. Nó quen rồi. Gấp nguyên trứng vịt đưa vô hỏng nuốt luôn, nhai nhai nuốt. Đó, người ta mới nói là sống đâu quen đó đó. Ngon quá. Chắc dài bữa ăn nữa quá. Còn có cái loại bánh bột gì mà nguyên một cục bột chà bá trong chén. Nhít nuốt y ăn những bột bánh ít của mình vậy. Mà nó mềm hơn. Cà bột nó trơn. Đúng rồi. Nhấp một cục tròn tròn bằng cái trứng mình vậy đó. Nút cái ọt. Nút cái ọt lẹ vậy đó. Không biết sao mà thấy thì nhấp.
cuối cùng cái hai chú em hết trước. Con gà nó bắt em dòm nó hoài luôn á. Em sợ nó nhảy vô cái thiên camera. Đứng ngay cái chân camera, nó chui vô cả. Nó tóc chạy một cái nó ginh luôn máy mình theo. Nó chui vô chân camera. Em ăn hai chuối nào mà anh đập ra hai chuối kia. Ừ, em ăn không mệt. Nãy giờ không thấy em nhấp miếng gì hết. Cũng phải no chứ. Bữa nay em nhìn thanh long bữa nay là em cảm thấy nó ngọt hơn hôm qua nữa đó anh. Ừ. Mở ăn miếng đi. Nay tráng miệng thanh long nữa nha nhà. Mời bà cô chú và các bạn thanh long nha. Quá chi đẹp luôn anh ha. Thanh long chấm mắm tôm hả? Ngon ha. Anh chồng mấy cái ớt gà nó ăn hết trơn lá còn cộng. Hành nó cũng mang ớt cũng mang. Giờ vợ chồng cũng đang xong rồi nghe nha. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video sau nha. Bye bye. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho hai chồng mình nghe nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.